Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hiện tại hôm nay hai vợ chồng mình lại ở nhà không làm gì các bạn ạ, lại lên đồi các bạn. Hôm nay là đang có mặt ở bên nhà ngoại của mình các bạn ạ. Hôm nay đi được lý là dẫn lên đồi ở ngay đằng sau nhà của bố mẹ vợ của mình thôi. Hôm nay lên đồi đây này, đeo một cái gùi này, còn Lý thì đeo một cái túi. Hôm nay hai vợ chồng là lên đồi tìm măng các bạn ạ. Ngay đằng sau nhà nó có rất nhiều măng nứa với lại măng rang. Hôm nay hai vợ chồng lên thì gặp măng gì lấy măng đấy, mang về để làm măng chua này, hoặc có thể làm mà măng khô này các bạn, nhiều thứ lắm. Rồi, ở trên này là có rất là nhiều đúng không? Mình ở đây mình đằng sau này của mình đã nhìn thấy rất là nhiều cái cây măng nứa rồi. Hôm nay Lý dẫn đi. Rồi, các bạn theo chân của hai vợ chồng mình vào tìm măng như nào nhá. Rồi, đây các bạn ạ. Ở ngay chỗ này rất là nhiều măng nứa. Nhưng là bây giờ hiện tại vì cái mùa măng nứa nó cũng là gần hết rồi các bạn. Vì thế là nhìn như này này, toàn những cây là nó lên cao hết như này rồi. Đó. Tí vào xem nếu có cái măng nào thì nó mà vừa mới ra ấy, thì hai vợ chồng lại cũng lấy luôn cả măng nứa, chủ yếu tìm măng rang là chính thôi. Đó, những cây măng nứa lên như này hầu như đa số là nó sẽ bị mất cái ngọn các bạn, là do những cái con đuống ấy, cái con nó hay giống như kiểu như là con đuống cọ đuống dừa ấy, nó sẽ đi tìm cái măng, nó sẽ ăn cái kia. Ăn xong nó sẽ cụt cái ngọn như này này. Đó, như cây này là chắc chắn là sẽ có một cái con nhộng ở đây rồi. Lý ơi Lý. Đưa dao đây này. Ở đây có con nhộng này. Những cây nào mà đã bị là có cái lỗ trên đầu kia là bị cụt cái ngọn kia là già nó bay đi các bạn, còn cái này này. Chắc chắn cái con này to lắm này. Cái con này mang về xưa hồi bé mình hay lấy con này về mang mình nướng ăn ngon lắm các bạn. Cái cây kia kìa. Dao đâu? Đây này cái cây này này. Cây thớt này á? Ừ, cây thớt này này. Chặt lấy con đuống này. Đã được ăn con này bao giờ chưa? Cái này gọi là con đuống. Con đuống măng các bạn. Đấy. Cái này con này này. Bóc xem làm kiểu gì chả có. Sợ. Hay là nó đi rồi. Trước nhỏ anh hay. Hãy bắt con này mang đi ăn nhỉ. Đi rồi. Thôi. Đi rồi. Hay không có. Đấy nó ở chỗ đấy. Rồi cái này không thấy rồi. Có khả năng đi rồi. Không ăn thua các bạn ạ. Đi rồi. Thôi đi rồi, đây tìm cái khác thôi. Cứ đi, vừa đi vừa lên trên này đi xem nào. Thử xem dưới này xem có măng không. Không biết măng của họ là măng của ai nữa, cứ nhìn thấy là vào lấy. Cái này mình cứ hỏi người ta bên dưới này các bạn, nếu mình thấy mình sẽ vào lấy được. Nó rất là nhiều măng nữa đây. Đấy, cái măng này chủ yếu là làm này măng khô đấy các bạn. Hiện tại bây giờ chỗ là bên Giàng Áp Pháo thì vẫn hiện tại vẫn bán cái măng khô này nhá. Cái này hết mùa rồi, không thấy ra nữa rồi, toàn là lên cao hết rồi các bạn. Ở bên này rất là nhiều măng nữa luôn này. Không thấy có nhỉ. Cái này chắc là chủ yếu tìm măng rang là chính thôi, măng nứa chắc là gần hết, là hết mùa rồi, lên cao hết rồi, cái măng bé này không thấy lên nữa. Đây các bạn thấy không, cây nứa cây to nhiều, bạt ngàn như này. Măng thì nhiều lắm. Măng rang thì nó ở trên cao hơn nữa cơ, nó chưa, vẫn là chưa đến nơi thôi. Mình gặp ông bà đi lấy củi về. Ông bà lấy củi trên này về đấy ạ. Măng rang trên này bây giờ còn nhiều không ông bà? Măng rang ấy. Nó cao rồi. À cao. Đúng rồi, bây giờ cũng là gần hết mùa cái cao của nó thì mình lấy cái ống của nó đấy.
Vâng. Đây bà bảo là nhiều vắt lắm, nó cái nó chui vào tận là chỗ ủng của bà luôn à bà. Ôi trời ơi. Chết nhỉ, chưa chi thấy là lên là đây đây. Đây là nhiều vắt rồi. Bà vẫn khỏe nhỉ, một mình lấy được bằng này củi cơ à? Hôm qua mình vừa về về mà ốm ốm. Bà ốm ạ. Vâng. Khiếp thật mấy con mà. Vắt ở trên này rất là nhiều vắt các bạn ạ. Thôi, hãy cho tiếp tục đi tiếp đi, có chỉ sợ là cũng chiều rồi đấy. Đây là một đoạn nữa. Đây mà. Trên này còn rất là nhiều những cây to. Đó, tí trên kia kìa. Mấy cây to to này như kiểu như là cây đan ấy nhỉ. Ấy, nhiều măng lắm mà không biết thế nào thôi. Nhìn xa xa thấy nó mọc lên nhiều. Hả? Ờ. Rồi, tiếp tục đi tiếp. Măng nữa thì lại không hết mùa rồi. Ó, chưa đến nơi thấy vắt. Bò ầm ầm bên này các bạn này. Nguy hiểm quá đây này này. Bám vào chân thì thôi rồi. Khiếp thật trên đồi. Muỗi nữa đây, bay đầy hết này. Muỗi với vắt rất là nguy hiểm. Chi chi nhìn thấy là vắt bò rồi đấy. Đây này, băng nữa nhiều lắm này. Này cái này lấy đường này. Dao đâu? Đây các bạn. Tầm này là lấy được rồi. Có biết bóc không? Không biết bóc vẫn phải bóc. Tưởng là nông thôn là không. Cái cơ bản nhất thế này không biết nữa thì thôi đấy. Đấy, cái này măng nứa các bạn ạ. Cái này chuyên để làm măng khô đây. Hoặc khô có thể luộc mà về nấu canh, này, luộc xào này, các thứ đều ngon hết. Này, kiểu đấy luôn à, không cần phải dao à. Đấy, cắt cái đoạn kia đi, đấy thôi. Măng nè. Thế thôi, đấy. Cho cái đấy nó hay bị dập, cho cái gùi này. Đây các bạn ạ. Ấy da. Đây, lấy bây giờ nhiều lắm này. Đấy. Nhiều lắm này, lên cao cao đầy hết này. Lên hết cao này. Quá khá nhiều đây này. Bên trong này càng vào bên trong này nữa cơ với nhiều đối măng nữa như này là cao đấy, thấp hơn một tí nữa cơ, nó sẽ là bóc ra nó sẽ được nhiều các thứ hơn. Trước tiên là phải cho vào găng tay vào các bạn ạ. Không đeo găng tay vào nó nặng nhiều lắm. Làm cho mấy cái măng là xấu hết đội hình rồi. Đây, cho vào như này này đấy. Thấy không? Nó nhanh không? Vừa nhanh măng lại vừa đẹp. Đâu đẹp chỗ nào? Tí như này nữa. Đẹp chỗ nào? Cho mọi người thẩm xem nhá, cho mọi người xem là đẹp chỗ nào nhá. Bị chặt ngắn tủn thế này thì nó gì đẹp nữa. Không, ngắn hay dài không quan trọng, đây này, chỗ này này. Thế mà bảo người ta là không biết bóc đẹp. Cái này nhìn thấy làm cái khác. Cho đây. Ừ.
mới nhìn măng nó phải như này chứ. Đâu em xem nào. Bóc măng không có tí gì gọi là chuyên nghiệp. Rồi đi tiếp. Cái này chắc phải để cho mình vào thôi mới nhanh được. Đây này, đây này. Măng nứa rất chi là nhiều. Nhiều lắm. Nhưng là được. Nó hơi dài một chút, nó không được ngắn. Tại vì cũng sắp hết mùa rồi ấy. Sắp hết mùa rồi. Cái này mang đi luộc xong đầu là chẻ ra các bạn, xong rồi cho lên trời nắng rồi cho lên phơi. Mang khô. Cho các loại mang là mang khô, là mang nứa này là mang khô là ngon nhất này. Úi giời ơi, gãy rồi. Còn muỗi nhiều thế nhỉ? Úi giời ơi, muỗi giá màn. Này kiếm được một ít măng mang về để luộc làm măng khô hay là để ăn thì không khăn dê, không đơn giản gì đâu các bạn ạ. Úi giời trời, thì âm u, tưởng sắp mưa xuống hay sao? Ây da, muỗi. Tí thôi đã được rất là nhiều rồi. Ủa này, cái nào này này. Kiểu gì có con. Đâu bác xem nào. Con đuống rồi nó kiểu gì thôi chả ở trong này. Ôi nó đi rồi. Này, nó ăn trong này, nó ăn hết khối hết này. Nó đi rồi. Cái này lâu quá. Úi dồi ôi, màng quá nhiều màng các bạn ạ. Nhưng hơi cao một chút. Màng cao lắm rồi. Đấy. Thôi cứ đấy, cứ đặt đấy, cứ chặt chặt đấy đi. Xong đặt đấy tí mang ra ngoài bóc một lượt thế. Đấy, đằng sau em có một cái đấy. Khá là nhiều màng các bạn ạ. Ngày, đây này này, chữ dưới này này. Lấy cái tập cho thấp thế này thôi các bạn, còn cao quá thì như thế này đều để cho nó mọc lên thành cây. Để sang năm nó lại ra tiếp. Sang năm thì lấy tiếp. Ừ, như cái này đấy được rồi. Đấy, cái này thì làm măng khô thì tuyệt vời. Dưới này một dưới một quả cái kìa. Ở bên trong này cơ. Đấy. Hai vợ chồng nhau là thay phiên lấy măng các bạn nhé. Các bạn đừng nói bảo là mình để cho vợ làm hết. Mình cũng phải quay lại một chút cái hình ảnh này. Lý bảo là để cho làm một chút. Đấy. Có mọi người nói bảo là ui sao để cho vợ làm, chồng lại được không cầm máy không làm. Hình ảnh hai vợ chồng mỗi người một chút nha. Úi dồi nhiều muối quá. Mang ra ngoài đường bóc. Đâu nhở? Anh lấy cái bao ngoài đường bao các bạn nó đỡ mũi hơn. Ấy, những cái to như này rồi thích này. Cái này nhanh gùi mang về lắm. Hôm nay lấy bao nhiêu? Bấy nhiêu thôi đấy. Đủ ăn thôi các bạn ạ.
cái đồi măng này không phải là đồi măng của nhà bố mẹ vợ mình đâu nhá. Cái này măng của nhà ông bà đấy. Lấy đủ ăn thôi là được rồi. Nếu mà măng tự nhiên thì ở ngay gần nhà như này thì là không còn nữa rồi. Đấy, nhìn như này cơ. Thấy không? Cái này măng khô thì không phải nói rồi. Quá chất lượng. Khiếp thật. Hôm nay có mũi này. Cái này nhiều quá như này cho các bạn mang về làm là mang khô một phần các bạn ạ. Ai có nhu cầu thì đặt mang khô của hai vợ chồng thì đặt luôn từ bây giờ nha. Cái này hai vợ chồng mang về làm mấy ngày nữa là thì nắng lên là phơi mới nắng nữa là có măng khô ăn rồi đấy. Măng khô này hầm với thịt vịt thế này, hầm với chân giò này, xương này thôi, miễn chê. Lấy được mấy cái măng này không hề đơn giản một chút nào các bạn ạ. Như mọi người ho lên đồi phải lên rừng, lên cao như này lấy về bị những con muỗi con vắt này nó cắn cho. Cắn cho không ra một cái gì. Lấy được những cái măng tự nhiên chất lượng như này mang về phơi. Mà con muỗi nhiều quá, phải trùng như này vào. Muỗi bầu theo sao như ong. Úi dồi ôi, muỗi ơi là muỗi trùng kín hết mặt. Con chù mày nó đốt trời thôi. Đây này, ấy nó bầu này. Úi dồi, bị gãy mất rồi. Không biết bóc rồi. Nãy anh bóc cũng bị gãy thấy. Vậy gãy một cái thôi. Hả? Thôi gãy thì... Cái này có lấy không nhỉ? Không, không, cái đấy già, lấy mấy ngọn thôi. Đây một cái nữa mà. Cái ngắn thế này đây. Hả? À đây gì? Ừ. Cái này em không thấy luôn ấy. Cái này mà hở tay ra một tí thì chắc là coi như là thành... thành bữa tiệc cho mấy con muỗi này luôn. Đây các bạn, từ trên cao nhìn xuống bên dưới bản làng như thế này đây. Đó. Bên dưới này nhà bố mẹ vợ của mình. Xa xa trong kia có cách nhìn thấy. Cũng gần thấy nhìn thấy cả nhà của A Chư luôn đấy. Đây, chỗ này đây. Đó. Xuống nhà A Chư theo cái cầu sang kìa. Bản làng. Bên trong kia thì trung tâm xã. Trong kia kìa. Nhìn thấy có cả trường học trong kia kìa. Thôi đi tiếp. Ôi nghỉ một tí. Chính ra ở trong này thì không thấy có con muỗi nhiều bằng ở ngoài kia nhé. Nên chỗ này nó quang hơn. Đây chỗ này không biết là vừa rồi thì họ cũng chặt là một cây to lắm xuống cái này để xẻ lấy cái gỗ này. Chắc mang đi làm nhà hay làm một cái gì đấy các bạn ạ. Đó như thế không? Còn nhiều cây, rất là nhiều cây to. Đấy. Này. Toàn cây to.
Ồ, đến đây thì có Mang Giang đây rồi. Đến địa phận của Mang Giang. Đây các bạn, những cây Mang Giang, những cái lá như này này, bà con mình đi hái mang về để mang đi bán, đi xuất khẩu. Thu mua mà một cân, mấy nghìn một cân này, cái giống cái lá này này của cây giang. Đây, chặt cái cây to này để xẻ như này mà. Đấy. Đây này, Mang Giang này. Nhiều lên cao như này hết rồi. Úi dồi, cái này thì là vừa rồi này, chắc là theo mình nghĩ là mọi người bà con của mình chặt để lấy những cái lá này, các bạn nhìn thấy trụi hết như này. Khiếp, chặt vặt hết những cái lá như này. Có nhiều Mang Giang lên nhiều phết đấy chứ này. Nhưng lên cao hết rồi. Cao chỉ lấy cái ống của nó thôi. Cái này phải chui vào trong búi xem là có cái nào ngắn không. Nếu tí Mang Giang là, nếu mà hết không có thì cứ tìm măng nữa. Cẩn thận đấy nhá. Thế này. Không chui vào được. Giờ mình phải bịt kín mít như ninja như này các bạn ạ. Có mấy con muỗi nó đốt cho. Không bịt được, con muỗi là nó đốt cho đấy. Ôi trời ơi. Cái loại này mang về để đập đập ra làm măng chua thì thôi, không phải nói, quá tuyệt vời luôn. Khát nước quá, không mang theo nước, phải tháo nước của... Tháo nước của ai? Dẫn của ai không biết. Tháo kia cho tháo. Cho nó lại cái tháo. Cái dây ấy anh. Ở đấy. Nước mát lắm hay sao ấy, phải không? Ủa, mát lắm à. Tại vì nguồn nước này em được uống rồi mà. Uống hải kem như này cho thật sự sạch rồi uống nhé. Em có sợ nhất là cái con vắt nó chui vào trong vào mũi gì thôi rồi đấy. Đấy. Uống xong mát hẳn luôn. Mát hẳn. Bụi biết đừng uống nhá. Có lại dính. Con vắt thì vào mũi gì giống như con
Cái thường ở trên vùng cao các bé đồng bào người Mông hay bị đấy các bạn ạ, bị con vắt nó vào đấy, mang ra tới tận ngoài Bảo Yên hoặc là mang ra bệnh viện để đi gắp da đấy, đi tận bệnh viện chạm xá gắp da. Thôi cho vào trong ra cho được không? Đấy. Xuống dốc này lắp vào phát là vào thôi mà. Các bạn đã đi tìm lòng vòng măng giang. Có rất là nhiều búi măng giang đấy, nhưng là do thì có hết mùa măng của nó rồi, cây lên cao hết rồi. Với lại bà con mình chặt này để lấy cái, để lấy cái, những cái hết cái lá giang đều thì nó quang hết là như này rồi. Khó. Thôi chắc hai vợ chồng không được, lại quay lại xuống dưới đi lấy măng nứa rồi các bạn ạ. Mình định kiếm mà một chút, một ít măng giang để mang về làm cái măng chua để nấu với cá, thì khoảng lâu lâu rồi có đi ra suối đi câu được một ít cá mang về rán, xong rồi nấu với măng chua của cái măng giang này thì ăn thì ngon lắm. Măng nứa cũng là măng chua được các bạn, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng cái măng giang. Nhất là cái ống của cái măng giang ấy, đập nát nát ra cho làm măng chua thì tuyệt vời. Quyết định chuyển sang lấy măng nứa cho nó nhanh các bạn ạ. Đây chỗ này có một cái cây nhìn to và lại thẳng quá, đẹp quá không các bạn này. Đó. Cây như kiểu như là một cái đa, cái si, cái gì đấy. Đó, lên mấy nhánh liền. Xong rồi lên trên kia kết hợp thành một cây. Hay thật các bạn. Hơi tối một chút. Ngược sáng các bạn ạ. Đây, chỗ này thì bạt ngàn mang rồi. Ra vào đây lấy cho nó nhanh. Đấy. Anh lấy tay bẻ. Đấy, cái này cơ. Cái ngon này. Nhắm như thế này. Mải lấy măng quá, con vắt nó. Nó bò đây này. Bò lên trên quần luôn. Khiếp thật. Nó chui vào đây nó đốt cho nó cắn thôi. Trời ơi. Ghê quá. Cái này này. Tháo ra như này rồi thôi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mãi mới kiếm được một ít măng. Thôi bây giờ là hai vợ chồng bây giờ là di chuyển về đây các bạn ạ. Về nhà xong bảo là cái món này có thể là luộc ăn một phần, một phần thì làm măng chua. Còn lại có thể là để phơi lên xong bảo để làm măng khô đây các bạn. Vừa đi vừa nhìn đường. Thôi các bạn theo chân của hai vợ chồng mình di chuyển về nhà nhé. Mang bật về cho bố nhanh. Về đến nhà rồi các bạn ạ. Thì thể hôm nay thì mình hai vợ chồng là cũng lên trên này luôn để ngày mai ngày kia đấy, trời bắt đầu là không mưa nữa, trời nắng lên thì hộ ở bên chỗ nhà ngoại của mình gặt luôn đấy các bạn. Ôi dồi ôi, đâu xem nào, đi cái gì đây, bị con cắt cắn đây các bạn. Ôi dồi ôi, này thấy chưa, đâu đi đi lấy thì bị con vắt nó cắn đây này, cắn lúc nào không biết luôn ấy, về nhà thấy cởi áo. Cái này nó ăn nó rụng xuống rồi, rơi đi rồi. Chân thì kìa toàn là nốt, bị con muỗi nó cắn không? Đây này còn con muỗi này. Thiệt thật. Đâu thử xem là thành quả. Thành quả xem nào. Mắc cái gì à? Nhấy. Mẹ
con là đánh cả cố không mẹ chăng? Này thoải mái ăn mấy bữa rồi hết. Này luộc lên thôi nhỉ. Còn mấy cái giống kia là để làm là măng chua. Mày cho luộc lên để là xào này, hoặc là để cả cái này mới có cái thịt băm các bạn cho vào nhồi vào nó hấp nữa thì tuyệt vời. Nhiều quá không hết thì luộc xong này có thể là ra bắt đầu là cho lên phơi, nắng lên ấy, làm măng khô để khi nào ăn. Rồi các bạn, cái này sẽ cắt rồi sẽ cho lên nồi đi là luộc nhá, bắt đầu là để rồi bắt đầu là chế biến món ăn tối này. Thôi chắc là mình cũng xin phép mình kết thúc video luôn các bạn. Video thì hôm nay cũng chỉ là hạ cho ghi hình đến đây thôi, đi tìm măng. Một cái trải nghiệm cũng là lâu lắm rồi. Trước xưa thì cái thời bé bé thì mình cũng hay đi lấy nhiều lắm các bạn. Mấy năm tuổi ở đây thì cũng hay đi làm này, với lại là cũng không hay đi lấy chỗ lắm đâu. Hôm nay đi lên trải nghiệm lại những rất là những cái thú vị, cái thời xưa là tuổi các thứ tuổi thơ nó ùa về các bạn ạ. Với lại kiếm được là từ những cái công sức mồ hôi của mình thì mình đi kiếm được ra những cái thứ đồ này mang về ăn, cảm giác nó sẽ là thấy nó ngon. Qua này mình cũng truyền tải luôn là để cho mọi người biết được là để lên rừng đi kiếm được là cái măng mang về để có những cái thành phẩm như thế này để mang ra ngoài đi bán ăn thì nó trải qua một cái quá trình vất vả gian nan, nó như là các bạn bị những con muỗi này, con vắt này nó cắn nó đốt này. Đó, cái này chỉ đi một lúc một tí thôi nhá, còn như mọi người bà con mình có thể là thậm chí là gói cơm đi lên cả ngày để lấy với số lượng nó nhiều cơ, xong mang về phơi để ra được cái thành phẩm những cái miếng măng khô để bán ra ngoài đấy thì cũng hẳn một quá trình. Cái măng khô này, cái măng nứa này thì nó khô nó hao, các bạn có thể là thậm chí là hàng chục kg măng tươi như này này thì mới làm ra phơi ra chỉ mới được thành phẩm được là 1 kg măng khô thôi đấy. Đó, cái này thì nếu mà có phơi ra thì chắc chỉ được một chút ít thôi, chắc được tầm khoảng là 5 lạng măng khô đấy thôi, tầm đấy thôi, vất vả thế đấy. Thôi chắc là mình cũng xin phép kết thúc video luôn các bạn nhé. Hai vợ chồng rồi tiện vào các thứ chuẩn bị để nấu, chuẩn bị là bữa tối gia đình để ngày mai còn hộ ông bà ngoại gặt nữa. Năm đầu tiên lên trên này đi hộ gặt như thế nào đây. Ở trên này thì gặt trước chứ mình các bạn, nhà mình chưa gặt đâu, chắc là cũng xong trên ngoại này xong rồi mới xuống gặt cho nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến hiện tại bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn chú tiếp theo.